Bây giờ còn ai dùng màn hình Full HD nữa không? Có chứ, còn rất nhiều người muốn sử dụng màn hình Full HD, nhưng không phải là sử dụng màn hình Full HD thông thường, mà là phải chia làm hai người khác nhau. Một bên là sử dụng màn hình Full HD với cái tấm nền cực kỳ chất lượng để có thể phục vụ cho nhu cầu làm việc với độ chính xác màu sắc cao. Còn một bên là những chàng trai, những game thủ muốn sử dụng những cái màn hình có tần số quét cao để có thể try hard được. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái cạnh bên cạnh đi, là chơi game. Thì ở đây mình đang có mẫu màn hình XG259 đến từ thương hiệu của Asus với tần số quét tối đa có thể đạt được là 310Hz. Một con số vô cùng lớn, thậm chí là cái máy tính nhà tôi còn không lên được cái FPS lên đến 300. Nhưng mà không sao, chúng ta hãy cùng nói chi tiết hơn về cái mẫu màn hình này. Đầu tiên thì hãy nói sơ qua một chút đi về phần mức giá. Mức giá của em nó sẽ loanh quanh khoảng chừng là hơn 7 đồng. Một mức giá nếu mà nói là rẻ thì không phải rẻ, mà một mức giá đây chúng ta cần phải đánh đổi nhiều thứ. Đó là liên quan đến việc là sự xứng đáng của mẫu màn hình này sẽ ở đâu. Thay vì nói về phần đó là cái tấm nền, bởi vì cái này sẽ phải nói nhiều, chúng ta hãy nói về phần thiết kế của mẫu màn hình này đi. Thì phần thiết kế ở đây là chúng ta có thể nhìn được là ba phần cạnh viền siêu mỏng, bây giờ không mỏng thì không ai mua cả. Bên dưới thì sẽ là phần dày hơn, thì nơi đây sẽ là nơi chứa cái phần logo của Asus với hình con mắt và sẽ không có led RGB. Đây sẽ là logo bóng. Phần bên dưới sẽ là nơi để chúng ta có thể đặt cái phần chân đế cũng như là một cái phần được thụt vào. Thì không phải đây là thiết kế lỗi, đây là một cái tính năng được đi theo kèm và sẽ hỗ trợ ở đây khi mà anh em muốn sử dụng, đó chính là chúng ta có thể đặt điện thoại lên. Mọi người đang sử dụng kiểu đang nhắn tin hay đang gọi điện video nhưng mà đang mải chơi game thì có thể đặt thẳng điện thoại lên đây và sau đó chúng ta vẫn có thể tiếp tục chơi game và vừa trò chuyện cũng được. Và thêm một yếu tố nữa, đó là cái mẫu màn hình này sẽ có thêm cổng USB Type-C nữa, và có thể xuất hình và có thể sạc được điện thoại thôi nha, chứ chúng ta không thể sử dụng ở đây là vừa cắm sạc cho máy tính, bởi vì công suất của cái cổng sạc đi theo kèm là nó hơi bé một chút, nên chúng ta sẽ kiểu là để sạc điện thoại kiểu vừa dùng vừa sạc, hoặc là chúng ta đang chơi game chúng ta không muốn đứng dậy để chúng ta đi lấy cục sạc ở xa thì chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào màn hình luôn. Và anh em yên tâm, khi mà anh em đang chơi game, anh em đang xuất hình thì cũng sẽ không bị nhảy sang cổng C và xuất hình ngược ra cái từ điện thoại lên màn hình đâu. Đấy là một cái tính năng mình cảm thấy là hợp lý để chúng ta có thể sử dụng. Ở phần chân đế đi theo kèm cũng sẽ là một chân đế tương đối chất lượng, khi mà chúng ta có thể nâng lên, hạ xuống hay là dựng dọc màn hình ra. Và với cái màn hình có tần số quét cao như này thì mình khuyến khích anh em rằng là chúng ta không nên xoay dọc, như thế là sẽ lãng phí cái tần số quét của màn hình, và thay vào đấy là chúng ta hãy sử dụng ngang như bình thường. Còn anh em nào mà muốn sử dụng hai màn hình mà chi phí đầu tư thoải mái thì có thể sử dụng theo ý muốn. Bây giờ sẽ là phần tập trung chính, đó là về phần tấm nền. Thì cái tấm nền được sử dụng ở đây là tấm nền IPS với cái tần số quét tối đa là 300Hz và kích thước 24.5 inch, và thế nên là mọi người có thể gọi đây là màn hình 24 inch hoặc là 25 inch vẫn được. Và với cái việc đây là màn hình Full HD với cái tần số quét là 310Hz thì những cái cấu hình của anh em bây giờ chỉ cần cấu hình khoảng chừng là 30 triệu đồng thôi là đã có thể kéo được cái mức FPS rất cao với những cái tựa game online rồi. Đơn cử ra thì mình có thể sử dụng ở đây là một mẫu CPU AMD Ryzen 5 7400F hoặc là những cái dòng CPU như kiểu Intel Core 5 đổ lên là chúng ta đã có thể kéo được cái mẫu màn hình này. RTX 4060 hoặc là 4060T đổ lên là chúng ta đã có thể kéo những tựa game giống như là kiểu CS2 hay là Valorant đạt từ 300 cho đến 400 FPS phù hợp với cái tần số quét của màn hình. Thì cái tần số quét cao như này thì ứng dụng thực tế sẽ ra sao? Khi mà chúng ta sử dụng Full HD thông thường thì có thể là mọi người sẽ khó nhận biết hơn khi so với những mẫu màn hình trên 140Hz. Tuy nhiên khi mà chơi game thì câu chuyện đấy lại khác. Tần số quét cao như này với những tựa game đòi hỏi là cái tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh như là CS2, Valorant, thì khi mà đối thủ lướt ra thì chúng ta có thể nắm bắt được chính xác là từng khung hình một đối thủ lướt ra ngoài và có thể phản xạ được. Tất nhiên đây là trên lý thuyết, còn cụ thể nó sẽ phụ thuộc vào tay của anh em, xem tay của anh em có tốt hay không nữa. Tay tốt thì mới có thể là phản xạ được tốt, còn nếu không thì cũng giống như mình thôi, toàn đối thủ bắn vào đầu. Ngoài cái việc là chơi game ra thì mẫu màn hình này, cái tấm nền như thế, đắt tiền như thế thì làm đồ họa có ngon hay là không? Thì câu trả lời của mình là không.
Tại sao mình lại nói rõ ràng như thế? Kể cả bây giờ là chúng ta có đo màn hình ra với những cái thông số cực kỳ tốt, nhưng đây là một mẫu màn hình để phục vụ cho nhu cầu là gaming. Thế nên ấy, là những cái phần màu sắc ở đây, đặc biệt là những cái phần màu đen, những phần màu tối được đẩy sáng lên để có thể chơi game được một cách tốt hơn. Và vì thế là cái độ select màu sắc khi mà bên trong mẫu màn hình này nó sẽ cao và nó sẽ không thực sự phù hợp với những cái nhu cầu nặng đô liên quan đến chính xác màu sắc. Thế nên nếu anh em nào mà có nhu cầu, chúng ta hãy mua thêm một mẫu màn hình nữa, một mẫu màn hình với mức giá rẻ hơn thôi, khoảng chừng là 5 triệu cũng đã có mẫu màn hình với độ chính xác màu sắc tương đối ổn rồi, phục vụ cho nhu cầu là làm việc. Còn một bên là một mẫu màn hình phục vụ cho nhu cầu gaming, như thế có thể đảm bảo được cái tính linh hoạt khi mà chúng ta sử dụng. Và cái đường link chi tiết của sản phẩm mình sẽ để ở trong phần mô tả video để anh em có thể click vào. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở chọn video sau.